Đây là bài 36 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ, tương với phần tiếp theo của bài 11 quyển 1. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ và. Khứa. Khứa. Từ này có âm Hán Việt là hòa. Mình và bạn. 我和你 khứa nỉ. khứa nỉ. Mary và Mike Má lì khớ mài khở. Má lì khở. La lan và Trương đông. Lúa lán khớ trang tung. Lúa lán khớ trang tung. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói tên Điền Phương. Thiến Phang. Thiến. 田方，方田方，田方林来，田方是谁？田方是谁？田方号星田方不是留学生。 田方不是留学生。清中法典封张东和田方。张东和田方。清中法典封公刘拉六姓啊。张东和田方也都是留学生吗？ trang tung phang đấu sử liều sông mà bây giờ hãy nghe và nhắc lại một cách nói khác tương với lẻng cửa và thường dùng chỉ người lẻ lẻ hai chúng tôi hai bọn mình nguyên văn là chúng tôi hai cái ủa mân lẻ ủa mình lẻ 我们两个，Hi M Hi B，你们俩，你们俩，你们两个，Hi Bao Hao，他们俩，他们俩，他们两个。 hai bọn họ không phải lưu học sinh. Hãy hỏi lại, Trương Đông và Điền Phang cũng đều là lưu học sinh à? Trang Tung và Điền Phang cũng đều là lưu học sinh à? 张东和田芳也都是留学生吗哼还把他后反六号星不他们俩不是留学生不他们俩不是留学生

Trung huấn thải nán. Hôm nay thứ ba. Xin thiên xin Xin lỗi. Tôi bụi chỉ. Mời ngồi. Chính rủa. Xin hỏi quý tính của bạn. 请问你贵姓？Delacy。叫什么名字？那，丁安文杂志。c 安 m 那 c 英 m “com”、“com”，得通常。米饭。 bia phí quy bán thế nào ạ chúy từ mải mà mà tổng cộng mười sáu tệ năm hào ý cùng máu năm mươi tiên sinh, tiên sinh, phòng làm việc của Lý Sương Hạo, Lý Trang Hạo tìm ai, chào sấy, số phòng là sáu linh một, 房间号是六零幺。biết số điện thoại，知道电话号码。di động，手机。thư ký，秘书。vị này。 这位这位有请妈马校长秋天贼跳舞球先介绍一下曹思峰王教授 Hoan nghênh anh. Khoai yếng nín. La Lan cũng là lưu học sinh. Lúa lán yếng sử lưu học sông. Chúng tôi đều. Hồ Mân Tâu. La Lan và Điền Phương. 罗兰和田芳，嗨，b ọ 他们俩。